Giáo xứ Lạc Sơn cách tòa giám mục giáo Phần Vinh khoảng 100 km dọc theo quốc lộ 1A về hướng Nam. Trung tâm giáo xứ nằm trên địa bàn xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là một giáo xứ trải rộng trên địa bàn 7 xã của hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Đây là giáo xứ vùng quê nghèo và khí hậu khắc nghiệt nhất tại Việt Nam, là một vùng đất cằn sỏi đá. Hầu như hàng năm bà con nơi đây phải hứng chịu nhiều trận lũ lụt, thiên tai, hạn hán tàn phá dữ dội, để lại bao đau thương, đói khổ. Người dân lao động quần quật quanh năm mà vẫn không đủ cơm ăn áo mặc. Là một giáo xứ còn non trẻ mới được thành lập từ năm 2007. Năm 2013, Đức Giám mục bổ nhiệm cha Anton Phạm Thế Hưng về coi sóc. Bà con giáo dân vui mừng vì có linh mục trẻ, năng động. Nhưng giáo dân vẫn lo âu thấp thỏm vì cha quản xứ vẫn ở trong ngôi nhà xứ tạm bợ. Về dân tình, vị trí địa lý là đồng chua nước mặn, người giáo dân đa số làm nông nghiệp và nghề xông nước nên rất nghèo. Nghề xông nước gần đây ô nhiễm nặng nề nên người dân vốn đã nghèo nay càng thêm cơ cực túng thiếu. Số người dân phải tha thương cầu thực là rất cao. Giáo xứ có hơn 1.000 nhân danh nhưng nay chỉ còn lại khoảng 800. Thanh niên trai tráng đi gần hết. Thấu hiểu thực trạng đó và đáp lại lời mời gọi yêu thương, sẻ chia của Thiên Chúa tình yêu, vì trong đất của anh em sẽ không thiếu người nghèo, nên tôi truyền cho anh em hãy mở rộng tay giúp người anh em khốn khổ nghèo đói của anh em trong miền đất của anh em. Chúa Giêsu không bao giờ dừng chân và các vị mục tử luôn muốn bước theo chân của Thầy Chí Thánh. Cha Anton tiếp tục rảo bước tới các gia đình nghèo và bệnh tật trong giáo xứ. Mục vụ cho người nghèo là một trong những mảng quan tâm mà cha Anton đặt lên hàng đầu. Mỗi nơi có cách thức nâng đỡ trên nhiều phương diện, nhưng chung quy điều xuất phát từ lòng yêu thương và mong ước san sẻ giúp người nghèo vơi bớt gánh nặng cuộc sống. Cái chênh vênh nỗi đơn côi của các gia đình nghèo, già cả, bệnh tật được xoa dịu phần nào nhờ sự hiện diện quan tâm của cha quản xứ. Có thể nói, giáo xứ Lạc Sơn là cánh tay nối dài của những người có tấm lòng quảng đại. Ước mong rằng, ngày càng có nhiều mạnh thường quân, nhiều nhà thiện nguyện rồng tay giúp đỡ để xoa dịu phần nào những buồn khổ, cô đơn của rất nhiều người, nhiều gia đình. Và đây cũng là dịp tốt để giáo xứ Lạc Sơn ý thức hơn về trách nhiệm tông đồ, nhiệt tình truyền giáo và là cầu nối để đem tình yêu và sự quan tâm của quý ân nhân đến với những người kém may mắn hơn. Lời Chúa mời gọi chúng ta làm chứng nhân cho lòng từ bi của Chúa. Lòng thương xót dẫn dắt trái tim của chúng ta đến sự khó nhọc của người khác, đến việc xóa bỏ sự hình thành của đau khổ, đến sự nghèo đói cũng như tất cả sự đau khổ khác. Mỗi người chúng ta không làm gì khác hơn là sống đúng tinh thần mà giáo hội đã mời gọi, đó là chia sẻ và thực thi bác ái. Truyền thống Kitô giáo là yêu thương, là đùm bọc, là chia sẻ,
là dành những điều tốt đẹp cho nhau, dù là tinh thần hay vật chất. Sẻ chia không có nghĩa là mất đi nhưng là giàu thêm. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, khi chúng ta rộng lòng chào đón những người khác và chia sẻ điều gì với họ, một ít thực phẩm, một chỗ ở, thời giờ của mình, thì không những chúng ta không còn nghèo nữa mà chúng ta được giàu thêm. Cầu mong cho mọi người, mọi nhà luôn được giàu thêm nhờ sự cho đi, sẻ chia những điều tốt đẹp đối với mọi người xung quanh. Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho những công việc này và trả công bồi hồi cho quý vị ân nhân.